Các bạn thân mến, thì hôm nay là 20 tháng 4. Thì hôm nay tôi lấy mấy cái dè này. Và đưa ba cái chậu có nụ, một chậu là có hoa rồi. Chậu có hoa này hoa nó cũng khá đẹp, 120.000. Những bạn nào sưu tầm để trồng và trồng vào học tập. Thì bóc rừng có mấy dè đây, 2 4 6. Thì cái một này là 200.000, cái hình 2 này 250. Cái hình 3 300. Cái hình 4 này là 400, cái hình 5 là 400. Đặc biệt có một cái dè này là rất to, 800.000. Đây nụ nó đấy, nó có thế nào thì mới lấy về, thì nó thế nào thì tôi quay thế. Cái này là bóc rừng đấy, còn chậu này 120.000, có hoa đây, nụ đây là 400.000, nó gồm hai dè. Thì chậu này cũng hai dè thì 500.000. Chậu này tối hôm qua tôi đã đưa lên rồi, nhưng mà thì có bạn xem có bạn chưa xem, nụ nó rất là xanh đấy. Thì về chi tiết thì cái hình một này nó hơn 1 gai đấy, thì các bạn xem thử thân nó này. Thì cái này là trồng cắt rễ trồng rá vào ấy, đây nó ra được một tí rễ này, nó lên một cái mầm đây, mầm tím tím là thân đây, đây thì nó cũng có nụ của nứt đây. Đấy các bạn nhìn nó sưng này. Đấy cái này nó được hơn 1 gang này. Thì cái này là 200.000, thân nó khá vàng khá đẹp này. Thì do ngoài nó mưa nó ướt nên tôi không quay, tôi quay đến tối bạn không nên. Cái này thì nó được 2 gang, hình là 250.000. Đây mầm nó, mầm gốc nó đây đấy, mầm gốc nó hai cái mầm á. Còn thân này nó màu sáng sáng, cái này cũng sắp nứt nứt nổ rồi. Mùa này bắt đầu nó sưng nổ đó. Mấy giải hạn là Chimoray, hình 2 là 250.000. Sang hình 3 là 300.000. Cái thân này nó thì tôi có quay đây, do điện tối tôi bật tối sáng sáng đấy. Đấy thì quay đây, đây tôi bật đèn nó sáng các bạn nhìn. Ngoài nó ướt mưa đây, cái này nó cũng chuẩn bị nứt nụ này các bạn này. Đây còn mầm nó đây, mầm nó đầu tím tím như của Phú Thọ này. Cây này thì chỉ hắng bắt hồng thôi đấy, thân của nó như này, như cái thân năm nay nó được có 1 gang, thân này hơn 1 gang. Hình 3 này là 300.000. Hàng rừng bây giờ nó cũng ít, người ta lấy cũng giá nó ấy rồi, nên bạn nào tùy, bạn nào sưu tầm ấy, tôi cũng vẫn sưu tầm một ít cái này. Nó chuẩn bị hoa đây, sang hình 4 là 400.000 đấy, thân của nó các bạn nhìn đấy, thân nó khá vàng. Còn cái này không biết nó lên mầm chưa, ở đây mầm nó đây, mầm nó bọc xuyên ở trong này đấy, thân tơ đây, thân tơ cái này nó ngắn, nó thân tơ nó bị sâu đây các bạn, bị sâu. Còn cái này là dòng này hở củ lá này. Đấy, nhiều bạn cứ hỏi hở củ lá đấy, nó hở đấy. Hình 4 này bằng 400.000. Sang hình 5 này nó một túm này. Đây nó hai lên hai mầm. Cái này không biết lá nó gãy gãy gập gập rồi. Đây còn mầm trong nó mọc tít rồi đây. Đấy mầm gốc nó tím này. Đây còn rễ bám một cây đây. Cái này thì nó chuẩn bị ra nụ đây, nó còn bé tí này thì không biết là cả hai thân nó, cái này là thuộc là hai dè đấy, hai gốc khác nhau đấy. Được hai mặt hoa đấy, đây là nó nứt đây. Cái này những cái này chỉ chủ yếu bắt hồng thôi, bắt hồng bắt bẹp gì đấy. Đấy hình 5 này là 400.000. Cái này có một cái hình gì? Cây này rất đặc biệt, hình 6 này 800. Đây mầm đây, đây cái này nó bóc từ cái rễ đây, thì nó có thế nào tôi quay thế. Còn mầm đây, còn tất nhiên là nó trong rừng về thì chẳng hạn nó mọc ở chỗ nắng hay không thì cái đấy mình cũng không nói lắm. Đây còn mầm ấy của nó đây thì tôi không biết là nó này, đây dân người ta buộc nó có cái quả đây, nó bung hạt mất rồi, có 2 quả nó bung hạt mất rồi thì người ta vẫn để nguyên này. Thì nó thế nào thì tôi quay thế. Đây hai thân, cái này khả năng là của hai
hai cây khác nhau hay sao đây? Hai thân tơ này không phải, hai thân tơ của một cái của một cái thân ra ngoài đây, nó quả nó bung rồi, cái bột trong nó bung mất rồi. Cái con hai thân tơ mầm nó như là nụ nó như thế này, nó mới ra nó như thế này đấy. Còn đây trong cái nụ nó thế này, nhưng mà nó lớn lớn tí là nó mọc đây, cũng như con mầm của nó đây, nó không phải xanh sạch đâu các bạn, nó mầm nó vẫn tím này. Đầu lá nó tím này. Đấy thì bạn nào sưu tầm thì cái này 800.000, thân nổ đốt ngắn nổ đây, cái này thân tơ nó 1 gang 2 gang nó khoảng 50, còn cái này nó thêm nó khoảng 8 90 nó được. Cái thân dài nó phải cả mét, 1 gang 2 gang 3 gang 4 gang nó phải 80, hơn 80, nó hơn 2 viên gạch nó 90 nữa. Đấy thì dần dần người có mấy cái thôi bạn. Ngoài ra thì tôi vẫn đưa mấy chậu đây, một chậu nó có hoa thì bạn nào tức là mới trồng thì có thể lấy 120.000. Đây mặt hoa đây nó mới hé này thôi. Đấy trong mắt là nó khá gọn này. Cánh là cánh bầu này. Đấy, các bạn thấy chưa? Nó mới trúng như này, nó chỉ nở này thì tôi kể này, cánh bầu cánh sáp này. Đấy, đây là những cái dây nụ nó bị gãy hay nó gãy đây. Đấy. Thì cái này đấy, nó có một cái kỳ này. Cái này 120.000. Có hoa này. Đấy, hoa này trông cũng khá đẹp các bạn thấy chưa? 120.000. Đấy là hình hình 7, còn đây hình 8 là 400.000, cái này nó hai rẻ này. Hai rẻ như đây nó cứ có một mầm gốc bên kia này. Cái bên này không thấy mầm gốc đâu. Đấy thì cái này một thân bên này nó nụ nó đây. Còn bên này thì nụ nó đây. Nó dài được 1 gang, 2 gang, 3 gang, nó khoảng 70 cm. Chắc là nó còn 2 rề đấy chứ không còn 1 rề đấy. Đấy nụ nó như thế. Thì bạn nào ưng thì hình 8 là 400.000. Sang hình 9 là 500.000. Hình 9 hôm qua tôi quay trực tiếp tôi có đưa lên, nhưng mà tất nhiên này video dạo này video tôi nó bên YouTube nó không đề xuất là ít, nếu mình có lúc mình đưa lên thì mình lấy cái này, bên này 3 mầm gốc, cái này 1 mầm gốc, 4 mầm gốc, như cái này nó thuộc 2 rề khác nhau. 2 rề đây nó có cái kia, nó cái ngọn cái này. Đấy là nụ nó đây, các bạn xem này. Đấy thì cái hình hình 9 này là 500.000, nó cũng rất dài, nó 4 5 gang. Đấy thì hôm nay tôi chỉ đưa mấy cái thôi, bạn nào sự ưng thì sưu tầm. Thì bạn nào sưu tầm thì nhắn tin số điện thoại 0965 895 207. Là video này để tôi làm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và chào tạm biệt các bạn.